Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ đi chợ để mình mua thức ăn cho mình và cho cả con ba ba nữa nhá. Tuyển được hai chú ba ba mới là thành ba con ba ba. Đến chợ rồi các bạn ơi. Rồi lấy một miếng này nữa, lấy ít thịt này về để xào tôm. Đây, đi mua con tôm này về để rang thịt. Mua tôm rang thịt. Chào các bạn, đi chợ về rồi, mình làm tôm, làm món tôm rang thịt cả nhà nhá. Bây giờ mình sẽ nhặt tôm trước. Tôm cho vào rửa sơ qua rồi. Kéo mình cắt sạch cái rô tôm đi. Cắt sạch rô tôm. Đấy, cứ cắt sạch rô tôm này đi cả nhà. Rồi lấy chỉ tôm ra. Chỉ tôm thì mình cứ, đây này, trên đường sống lưng của nó mình cứ thấy cái chỉ đen đen đây này. Mình cắm que tăm vào. Đấy, mình rút ra thôi. Là mình đã được chỉ tôm rồi, cho nó sạch sẽ đây, chỉ đen đen đây này cả nhà này. Đó là mình rút ra thôi. Là được chỉ tôm sạch sẽ cứ như vậy. Thì mình làm hết xong là bắt đầu mình rửa lại tôm. Mình ngò rửa sạch rồi thì chúng ta thái nhỏ ra. Cái tôm chúng ta rửa sạch xong chúng ta để vào rổ như thế này cho nó ráo cả nhà này. Chào các bạn, vậy là các nguyên liệu để làm món tôm rang thịt đã chuẩn bị xong, bao gồm có thịt mình thái mỏng, rửa sạch thái mỏng ra này, và tôm cũng rửa sạch, lấy chỉ tôm cắt đầu tôm, râu tôm cũng rửa sạch để ráo để lên đĩa, và cuối cùng là hành lá mình cũng thái nhỏ. Đây là hành khô để chúng ta phi hành lên để chúng ta cho vào tôm và thịt rang trước cả nhà nhá. Rồi chúng ta bật bếp lên cho chả khô lên. Rồi bắt đầu mình cho dầu ăn vào để rang tôm cả nhà. Một muỗng này. Hai muỗng này. Ba muỗng này. Bốn muỗng này. Đun sôi dầu lên. Dầu ăn sôi rồi thì mình lắc đều chảo lên này. Lắc đều chảo cho đều canh chảo. Thì hành cho thơm. Đấy. Phèo 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 này là rất thơm. Cho một xíu muối hạt cho tôm giòn, vàng đỏ. Mình lấy một ít hành khô ra để tí nữa mình cho vào thịt cho nó thơm các bạn. Ăn rồi bắt đầu cho tôm vào nhé cả nhà. Đó, từ vàng mình tổ quốc. Chảo đều tay cho tôm nó vàng đều. Bắt đầu nó đỏ lên rồi đấy. Cho muối hạt và con tôm nó rất là đỏ các bạn ạ. Rửa muỗng một ngọt thôi, cái muỗng nhỏ nhỏ này này thì một muỗng. Còn muỗng to là nửa muỗng thôi. Một xíu muối tiêu. Đấy, tiêu. Cho thơm. Cho nửa muỗng đường vào cả nhà. Đó, con tôm nó hồng lên đẹp chưa cả nhà này. Có tôm bắt đầu cạn khô nước rồi các bạn. Chỉ còn dầu con tôm thôi á, nó sánh quyện các gia vị vào nhau là con tôm nó rất là vừa và ngon. Nó giòn con tôm nữa. Thơm lắm rồi cả nhà ơi. Sắp được và bắt đầu cho tôm ra đĩa để chúng ta rang thịt nhá. Cái vỏ nó giòn rồi này. Vàng sộm luôn. Nhìn rất là ngon rồi đây. Mùi thơm của tôm bay lên rồi. Các bạn thấy không, nguyên tôm thôi đã thấy nó vàng sộm ngon lắm rồi. Mình cho cái hành phi lúc nãy vào. Cái hành phi lúc nãy mình cho ra đó. Và tôm mình cho ra đây này. Bây giờ mình cho vào cho nó thơm thịt. Đây, rửa mỗi muối này. Cái muối bột ngọt này thì tùy theo khẩu vị ăn của mỗi người. Ai thích ngọt nhiều thì cho nhiều, ai thích đậm nhiều thì cho nhiều. Cho thịt rang được đậm đà, mình sẽ cho một muỗng nước mắm vào. Hành thơm mùi nước mắm.
mình nếm thử, nếu mà nó hơi nhạt thì mình cho thêm muối. Đó các bạn thấy không, mình rang thịt cho đến khi mà nó ra mỡ này, bắt đầu nó xèo xèo như này á, đấy âm thanh vang dội, thịt bắt đầu xém vàng lên rồi, âm thanh vang dội rồi, miếng thịt nó xém xém vàng rồi các bạn. Lúc đó mình mới cho sang cái chảo này, mình nóng đun nóng lên cho sang chảo này để mình cho lẫn tôm vào cả nhà nhá. Thịt đã vàng hết rồi cả nhà, ra mỡ rồi đấy. Rồi còn bắt đầu nó ra mỡ đây này, cả nhà thấy không? Nó đủ độ nóng thì mình cho tôm vào, nó sẽ rất là vàng, giòn và ngon. Đảo đều tay, các bạn thấy không, tôm nó vàng, màu vàng rất là đẹp, bắt mắt này. Trộn đều cho con tôm nó giòn, nó nóng lên, nó giòn một lần nữa các bạn, và nó hòa quyện cái chất béo của thịt vào trong con tôm này, để cho con tôm nó ngọt hơn và cái miếng thịt nó cũng ngọt hơn do nó có vị tôm nữa. Hai cái nó hòa quyện vào nhau thành một món tôm rang thịt rất là ngon. Bây giờ thì cho ra đĩa được rồi. Cho hành ngò lên trên. Một ngày mát trời, lạnh lạnh mà chúng ta ăn món tôm rang thịt với cơm thì rất là ngon. Chúc các bạn ngon miệng nha.